Thưa quý vị, thưa các bạn, là một tỉnh miền núi của vùng Tây Bắc. Những năm vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản của Sơn La đã và đang từng bước triển khai sâu rộng qua các mô hình kinh tế hợp tác xã. Việc đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng hợp tác xã kiểu mới cùng với việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đã khẳng định được vai trò, vị trí của các mặt hàng nông sản trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Đến nay, Sơn La đã thành lập được 514 hợp tác xã và 4 liên hiệp hợp tác xã, đã hình thành 57 chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ổn định, gồm các chuỗi rau quả, thủy sản, thịt gia súc gia cầm, mật ong, hoa tươi và đã có 11 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Có thể thấy, từ khi phát triển kinh tế hợp tác, đời sống của bà con xã viên được cải thiện rõ nét. Hoạt động sản xuất từ manh mún, tự phát sang sản xuất tập trung đã và đang hình thành nên nhiều sản phẩm nông sản chủ lực như xoài, nhãn, chanh leo, na hoàng hậu, mật ong, vân vân, đã đáp ứng phần nào nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Năm 2019 thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh 12 cái sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quyết định là cái sản phẩm chủ lực, sản phẩm an toàn của tỉnh. Cái thứ hai là đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ, yêu cầu tất cả các hợp tác xã và các thành viên hợp tác xã là phải xây dựng vùng trồng, xây dựng thương hiệu và sản xuất nông nghiệp theo chuỗi. Với việc hỗ trợ đẩy nhanh phát triển các hợp tác xã, nên các sản phẩm nông sản Sơn La được nâng cao về cả chất lượng và số lượng. Để hỗ trợ các hợp tác xã tránh tình trạng được mùa mất giá, Sơn La đã tổ chức các đoàn công tác để chủ động tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông sản, thành lập ban chỉ đạo tỉnh để thường xuyên chỉ đạo việc xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu với các bộ ngành liên quan để sản phẩm nông sản của Sơn La thâm nhập vào chuỗi phân phối nông sản thông qua các tập đoàn lớn như là Vingroup, Hapro, Bixi, Lotte, Aeon. Đặc biệt, công tác xúc tiến thương mại tiếp cận thị trường cho những sản phẩm theo mùa vụ đã được tập trung tổ chức định kỳ. Đến với các cái lễ hội xoài rồi mận, chúng tôi đã mang các cái đặc trưng như xoài, mận rồi một số các cái hàng nông sản đặc trưng của Sơn La xuống dưới này để giới thiệu cũng như quảng bá cho người dân thủ đô, để cho bà con cả các tỉnh cận biết các cái vị mận và các cái vị xoài của các cái huyện của Sơn La. Hiện tại bây giờ là bởi vì chúng tôi là bây giờ đang là trái cây theo mùa. Mùa này đang là mận với cả xoài. Và tiếp theo nữa là đến mùa nhãn, tất cả mọi trồng trọt thì chúng tôi đang đều theo hướng Việt Gáp, còn chăn nuôi thì chúng tôi đang theo hướng hữu cơ. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La rất là đầu tư cho bà con, thì nghĩa là đi xúc tiến ấy, thì chúng tôi cũng vài năm gần đây thì chúng tôi cũng rất là hiệu quả, đầu ra rất là hiệu quả so với mấy năm về trước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong những hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, thì cũng phải thừa nhận rằng số hợp tác xã tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp còn ít, quy mô sản xuất còn nhỏ, bình quân mỗi hộ xã viên mới chỉ có xấp xỉ 1,8 hecta đất, nên sản lượng nông sản của các hộ sản xuất ra chưa tập trung. Thị trường tiêu thụ và giá cả của một số nông sản chưa thực sự ổn định, thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho các mặt hàng nông sản của tỉnh chưa đạt được mục tiêu đề ra. Nhiều hợp tác xã chưa tạo được mối liên kết với nhau trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để có quy mô lớn và sức lan tỏa rộng. Hoạt động xúc tiến thương mại mới tập trung tại một số tỉnh thành nên các loại nông sản của tỉnh vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng trong nước biết đến. Cái sản phẩm sạch của mình đến với người tiêu dùng, cái khó khăn của chúng tôi thì khi mà cái khó khăn là thực ra là khi mới thành lập nó còn người nông dân vẫn đang quen cái lối cũ mà. Nhưng để định hướng cái đấy là cũng phải mất cả một cái quá trình thời gian. Cái kiến nghị thì cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng nhà nước và đối với các ngành chức năng là quan tâm hơn đến các hợp tác xã tổ chức nhiều các cái hoạt động xúc tiến thương mại như này để giới thiệu cái sản phẩm an toàn đến với người tiêu dùng. Năm 2019, Sơn La đạt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 150 triệu đô la Mỹ, tăng 30% so với năm 2018. Và để đạt được mục tiêu này, Sơn La sẽ tập trung xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, phát triển mới khoảng 24.000 hecta cây ăn quả,
nâng diện tích cây ăn quả trên địa bàn là 81.700 ha. Và trong đó có 10.000 ha cây ăn quả áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản của địa phương có tiềm năng, lợi thế về điều kiện sản xuất, khí hậu, thổ nhưỡng, xây dựng chính sách đặc thù thu hút đầu tư chế biến sâu nhằm tăng tỷ trọng sản phẩm đã qua chế biến. Để phát triển nông sản bền vững, Sơn La đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm cho phát triển nông nghiệp. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung rà soát các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung ở các địa bàn có quy mô đủ lớn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông sản theo yêu cầu ứng dụng công nghệ cao, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản của các hợp tác xã. Chúng tôi thì đang lấy cái mà các cái tiêu chuẩn mà nhập được vào trong các hệ thống siêu thị là một trong tiêu chuẩn để yêu cầu các hợp tác xã, rồi các hộ thành viên hợp tác xã sản xuất theo cái tiêu chuẩn đó. Đã khi vào được siêu thị tức là đã là nông sản an toàn, nông sản sạch. Vì các hệ thống siêu thị người ta kiểm soát rất chặt chẽ, hợp đồng hợp tác nguyên tắc và ông phải đảm bảo đã cung ứng đúng ngày đúng tháng, cung ứng đúng số lượng, cung ứng đúng chủng loại. Mà Sơn La lấy nòng cốt là khu vực nông nghiệp, chúng tôi đang hỗ trợ các hộ thành lập các hợp tác xã và hỗ trợ giúp đỡ các hợp tác xã này quảng bá nông sản sạch để phát huy thế mạnh về đất đai cũng như về khí hậu, về các cái sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh. Với sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành và sự năng động sáng tạo của người sản xuất, mô hình hợp tác xã ở Sơn La đã và đang dần trở thành nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, là động lực để Sơn La thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên tham gia hợp tác xã, ổn định cuộc sống tại mảnh đất vùng cao biên giới.